Bạch Công Khanh muốn nam em đừng giận nữa. Các bạn ơi, một fan hâm mộ của FC Khanh Nem đã nói lên nỗi lòng của Bạch Công Khanh qua bài thơ Đừng giận anh nữa bé ơi, xin lỗi vì đã buông lời trách sai, ảnh hưởng cảm xúc cả hai, đi lên sân khấu gây hoài với anh. Một đêm say nhé làm lành, bởi vì anh vẫn luôn dành cho em, quan tâm sát sao nhìn xem, lo lắng em té đụng nguyên cái bàn, đừng hờn giận anh vội vàng, anh luôn bao bọc chẳng màng chi đâu. Tính bé anh biết từ lâu, vì anh đang lúc điên đầu vì ghen, bé cứ chọc anh thành quen, làm anh tức tối đổ gàn nói sai, giờ đây cứ hối hận hoài, đừng giận nữa bé buồn hoài lòng anh. Và có lẽ đó là tâm trạng của rất nhiều fan hâm mộ Khanh Nem, mong muốn Bạch Công Khanh và Nam Em đừng giận hờn nhau nữa. Cả hai hãy cùng nhau nắm tay nhau đứng chung trên một sân khấu, cũng giống như Phi Nhung Mạnh Quỳnh vậy. Có lần Phi Nhung cũng giận Mạnh Quỳnh rất lâu, bỏ về Việt Nam không thèm hát chung nữa, nhưng rồi mối lương duyên trên sân khấu giúp họ lại gắn kết với nhau, trở thành cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến. Mặc dù bên ngoài họ không phải là tình yêu, nhưng trên sân khấu thì vẫn là một cặp đôi duyên rất đẹp đôi. Khán giả mong chờ vũ trụ gọi tên nam em Bạch Công Khanh, hy vọng nam em sẽ lắng nghe được những lời này. Có khán giả lại viết: xem clip nam em giận Khanh thấy mắc cười và dễ thương gì đâu, còn cố gắng đi theo sao làm hề thấy thương quá. Xem clip này thấy chuyện giận hờn của hai đứa tụi nó đâu có gì quá đáng đâu, vậy mà chỉ tác động quá trời từ phía bên ngoài để hai đứa đi đến ngày hôm nay. Nếu hai đứa nó giận thật tình thương nhau, tìm về bên nhau thì mong đừng ai tìm cách chia rẽ nữa. Khanh Nem hãy bỏ chút thời gian ngồi xem bài hát Một Đêm Say để tha thứ cho nhau. Các bạn ơi, còn các bạn nghĩ sao? Các bạn có muốn Nam Em và Bạch Công Khanh làm hòa hay không? Hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.